Em chào các bác nhá. Đây cái tủ điện này giá em đấu lắp cho khách là 4.500.000 này. Các bác xem là đắt hay là hợp lý giúp em nhá. Đấy. Em đang đấu cho khách nhá. Chạy cho 5 motor các bác nhá. 5 motor. Tủ này em đấu cho khách toàn bộ là áp khởi hàng Nhật Bản hết các bác nhá. Chỉ có những cái nút bấm này là hàng mới thôi này. Giá 4.500.000 nhá. 5 động cơ, chạy cho 5 motor. Đấy. Một áp tổng và 5 khởi động từ. Đấy. Giá 4.500.000. Các bác thấy hợp lý thì cứ liên hệ với em nhá. 4.500.000 một tủ điện này. Đây. Ở đây nhá, át khởi bên em mới về nhá. CB khởi động từ nhá, át khởi nhá. Các bác nào có nhu cầu lắp đặt tủ điện thì cứ liên hệ với em nhá. Số 0985324456. Đấy. Còn các bác có mua át khởi automat và khởi động từ thì cứ liên hệ với em nhá. Đây là xưởng sau nhá, xưởng trước còn rất nhiều rồi nhá.